Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Showroom cá rồng phải nói là rất là đẳng cấp luôn. Đây là Nhật Nam Arowana. Mà nếu bộ đuôi thiệt to mà cặp càng thiệt dài, đầu muỗng thì nhiều khi giá nó trăm mấy cũng có. Mà đuôi nó ở bên Indo người ta gọi là đuôi jumbo. Đuôi jumbo là, đuôi jumbo là cái đuôi mà khi nó xòe ra nó được bự bằng cái body. Thì phá phu lông á là gọi theo tiếng Trung Quốc. Còn bên Indo họ không gọi là pha phu lông. Hồi xưa lúc mà em chơi cái này em cũng không thích con pha phu đâu. Em nói nhìn con cá xấu quá. Như vậy em nói nhìn con cá pha phu, em nói thật em nhìn cho cũng không lấy. Hiện giờ cái vàng hồ này nó đang là phong trào bây giờ là tại vì anh biết không, cái sướng là sao, anh ngồi anh có thể ngắm cá và anh có thể ngắm lọc thì nó thường quá. Mà trên thị trường á thì chỉ có ống màu đỏ này là ống nguyên bản với lại màu xanh dương. Những cái ống này thật ra là sơn đó, sơn mà đem đến mấy cái tiệm mà sơn xe hơi á. Thì em mới chọn ra bốn cái màu của bốn chiếc Lamborghini. Em mới nói rồi cho bốn chiếc Lamborghini vô đây. Ước chừng nào mình mới được cái phòng nhiều cái gương giống vậy ta. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay đi dọc dọc cái tuyến đường Sư Vạn Hạnh nói dài số 349, vô tình phát hiện một cái showroom cá rồng phải nói là rất là đẳng cấp luôn. Ở bên trong có rất là nhiều cá đẹp mà mình mê nhất cái thiết kế của cái showroom này. Cái dàn hồ phải nói là cực kỳ đẳng cấp, toàn là hồ theo cái dạng công nghệ cao rất là đẹp không à. Thì mình vô đây ha. Nói vậy thôi chứ shop này cũng của một người anh em mà mình quen biết trong cái giới chơi bét. Thì lúc trước là cũng có chơi bò sát á, nhưng mà thật sự là cái điểm mạnh của Nam, đây cũng là Nam luôn các bạn ha. Đây là Nhật Nam Arowana thì cũng là Nam luôn, hai anh em đều Nam hết. Thì lúc trước là cũng chơi rồng trên cạn, nhưng mà cái chính á là rồng dưới nước. Đây đây là những bạn cá rồng đây. Hello em, lâu lắm rồi anh em mình mới có dịp gặp nhau. Đúng em rồi. Thì hồi xưa giờ mà em chưa biết anh Nam qua hoàng để sơ phép anh gắn cái này một cái đi. Dạ, dạ. Rồi, ok. Trời, coi như là lâu lắm rồi em biết anh Nam ở trên Facebook mà lần đầu tiên anh em mình mới có dịp để giao lưu. Thật sự là trao đổi trên Facebook thì cũng nhiều bạn hồi xưa chơi iguana rồi tìm nhau xong rồi cũng hỏi han kinh nghiệm các thứ. Thì giờ hôm nay anh em mới gặp nhau ngoài đời đây. Shop quá đẹp luôn. Thì dạ, cái shop này cũng mới vừa xong hả em? Dạ, shop em mở cũng một năm rồi anh. Hơn một năm. Không, mới sửa lại cái này nọ thứ á. Không, thấy em sửa là sửa ở trên nhà thôi. Dạ, còn shop thì vẫn vậy thôi. Ok. Dạ. Mọi người nhìn cái không gian của cái showroom rất là đẹp ha. Toàn là hồ, phải nói là bắt mắt. Cái này là mình đang nhờ Nam chỉnh cái ánh sáng của cái phòng lên cho sáng sáng để mà quay á. Chứ còn thôi tắt đèn được rồi ha. Tắt đèn thấy mấy con cá nó mới lung linh. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Chứ còn mở đèn là nó bị chói nắng. Dạ, chói, nó chói bị sáng chói cái ánh sáng á. Nó phản chiếu vào kính á, nhìn con cá nó không được đẹp. Dạ. Đúng rồi. Ok, vậy nhờ em tắt giùm anh cái đèn đi. Dạ dạ. Đó. Em tắt bớt. Thì hôm nay mình đi cá rồng thì các bạn biết là nó rất là sang trọng rồi. Nó ở một cái tầm gọi là phong thủy rồi, đỉnh cao rồi, đẹp, rất là đẹp. Đó. Ha, kết hợp thêm cái hồ. Đây là hồ, cái hồ công nghệ cao ha, đi cái đường ống nào này nọ rất là gọn gàng luôn. Ok em, anh nhờ em giới thiệu với mọi người về gọi là cái sao ta, những cái tiêu chí rồi cho trong cái cuộc chơi đồ của em này rồi. Dạ. Đó. Ha. Thì ở đây của em á, là em chỉ chuyên kinh doanh về huyết lông thôi. Duy nhất bộ dòng huyết lông thôi. Chuyên huyết lông thôi. Dạ, và em chỉ là tuyển những cái con cá huyết lông body đẹp. Đó, em đem về Việt Nam. Thì cái môn chơi này á, có nhiều anh em họ không hiểu. Giống như em nói với anh á, giống như nhiều anh em cứ nghĩ là con pha phu là mắc tiền nhất. Rồi những con đuôi càng là rẻ tiền. Nhưng mà môn chơi này nó không phải là như vậy. Con pha phu nếu nó hoàn hảo nó rất là mắc, từ vẫy, đầu, đuôi, body không bị tóc hậu thì nó rất là mắc. Nhưng mà nếu con pha phu mà nó bị dồn vẫy, nó bị méo đầu, hoặc là nó bị khấu đuôi dài, hoặc nó bị tóc hậu thì nhiều khi bán rẻ luôn, không ai mua. Dạ. Còn mà một con đuôi càng, mà nếu bộ đuôi thiệt to mà cặp càng thiệt dài, đầu muỗng thì nhiều khi giá nó trăm mấy cũng có. Dạ. Nó là như vậy, nó tùy vào cái độ đẹp của con cá mà nó quyết định giá trị của con cá. Đúng rồi. Dạ, chứ không phải là nói cứ pha phu là mắc nhất rồi đến king, rồi đến short body hay king short, không phải. Thật ra cái đó là một trong những cái mà
anh nghĩ là những anh em mà đi trước mà hiểu về cái cách chơi á, nên truyền đạt cho cái người chơi người ta hiểu. Dạ. Cái ngành cái môn nào cũng vậy á, người ta cứ nghĩ là cái con đó là nó sẽ mắc tiền nhưng mà nó phải, vấn đề là nó phải đẹp mới được. Dạ, chứ rồi. Nó không đẹp nó bị lỗi thì nó đâu có giá trị cao được. Dạ đúng. Nó đẹp mà nó phải hoàn hảo, nó không bị lỗi nữa thì nó mới có giá trị. Ồ, anh mới biết, anh tưởng em là chung chung hết, ai ngờ là chuyên về huyết lông hết. Em luôn. Em chỉ chuyên huyết lông thôi. Okay. Em không bán quá bối, em không bán hai bát hoặc là những cái dòng khác. Dạ. Nói chung là ai mà đam mê về cái dòng huyết lông, dạ, đó là cứ ghé đây là hàng đỉnh. Dạ. Không. Dạ. Nói chung là cũng ok anh. Dạ. Không, anh thấy cái phong cách chơi của em là chung cái gu của mình, cái, dạ, cái phân khúc, dạ, của mình đó. Phân khúc của mình đó, cũng hơi cao chút xíu, dạ, đúng không? Dạ. Tất cả cá đây là mình gọi là em nhập trực tiếp về từ Indonesia về. À. Dạ, tại vì nói về cá rồng huyết lông thì Indonesia là cái vùng đất mà con cá rồng huyết lông nó được sinh sản tại đó. À. Dạ. Và cá rồng huyết lông này tại Indonesia thì nó mới lên màu tốt. Ừ. Cái nguồn gen nó mới tốt. Ừ. Dạ, còn thí dụ như bây giờ em bán mà em bán hàng Malai á, là giống như em lừa khách hàng. À. Tại vì những con cá Malai nó sẽ lên màu không đẹp như những con cá Indo. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà nói huyết lông là Indo là chùm luôn rồi. Dạ. Indo là dạ, cái nôi, là cái nôi luôn, cái nôi của huyết lông. Dạ. Đâu ở đây có một cái bé nào gọi là em có thể vừa chỉ cho mọi người một thế nào là một bé huyết lông nó đẹp, nó bao gồm những cái tiêu chuẩn nào rồi? À, thí dụ như là cái bé này đi. Okay. Chẳng hạn như bây giờ cái bé này đi, bé này thì cái dàn vảy nó đều hết. Ừ. Càng nó lúc nào cũng hạ. Ừ. Đầu nó là đầu muỗng nhẹ. Ừ. Và đuôi nó ở bên Indo người ta gọi là đuôi jumbo. Đuôi jumbo là, đuôi jumbo là cái đuôi mà khi nó xòe ra nó được bự bằng cái body. Ồ. Oh. Dạ. Là cái đuôi jumbo là đuôi giống như là cái tai to đó. Đó. Dạ 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 đúng rồi. Nó thuộc dạng to. Đẹp quá. Rồi anh qua bên đây thì có một bé là pha phu long. À đây. Dạ. Pha phu là nó gãy. Dạ nó gãy. Thật ra những con này ở bên Indo, tất cả khi mà em mua bên Indo đi thì tất cả gọi là king. À. Nhưng mà về Việt Nam mình á, mình sẽ sàng lọc ra là con nào gãy mà hơi lài một chút thì mình gọi là king. À. Những con nào mà nó hơi vuông thì mình gọi là pha phu long. À. Thì pha phu long á là gọi theo tiếng Trung Quốc. Ồ. À, còn bên Indo họ không gọi là pha phu long. Đó thì về Việt Nam thì giống như mình sàng lọc ra. Ừ. Còn thật ra mình mua bên Indo thì tất cả đều là mua giá king hết, tại nó là con king. À. Ở bên Indo gọi là con king, nhưng mà giá cả khác nhau là anh xem những con này như con này đi, vảy nó đều hết. Ừ. Vảy nó xếp vào nhau đều hết, nó không bị dồn vảy là sao? Ừ. Có những cái vảy nó nằm sát nhau li ti. À, à. Đó. Cái thứ hai nữa là càng nó dài. Con này cái càng nó khi nó gấp lại nó qua cái nang dưới luôn. Ồ. Một con pha phu long mà cái càng gấp lại qua nang dưới cũng là hiếm. Hiếm á. Rồi con này nó là đuôi quạt, nó xòe ra anh thấy không? Bộ đuôi đúng nó xòe ra rất là to. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đẹp quá. Mềm mại ha, lúc mà nó bơi lả lướt. Nó bơi nó lả lướt, nó bung đuôi ra, nó xòe, nó tán, nhìn rất là đẹp. Dạ. Và cái gù của nó, cái con pha phu á, thật ra nó bị cuốn là bởi cái gù của nó. Khi mà hồi xưa lúc mà em chơi cái này em cũng không thích con pha phu đâu. Em nói nhìn con cá xấu quá. Vì vậy em nói nhìn con cá pha phu, em nói thật, em nhìn cho cũng không lấy. Nhưng mà càng vào sâu em lại càng ghiền nó. Ở đây em bán, thí dụ em nói đơn giản thì có những anh em mua một con cá size 20. Em bán thí dụ là 50 mấy, 60 mấy triệu. Có những anh em cũng mua con size 20 nhưng mà 100 triệu, 110 mấy triệu. Tại sao cái gù nó khủng hơn. Nhưng mà về 6 tháng sau, cái tay nuôi, cái người nuôi mua con cá 50 mấy, 60 mấy triệu nhưng có tay nuôi, em nói nhìn nhiều khi nhìn con cá nó khiếp hơn con cá người đúng mua 100 đến 110 mấy triệu. Phải có bàn tay con người vô. Dạ đúng rồi, cái tay nuôi. Bởi chính vì vậy mà cái này nó làm cho người ta hứng thú. Cái cuộc chơi càng ngày càng hứng thú là như vậy. Anh nuôi một con cá khi anh mua size nhỏ mà anh up size nó lên mà nó phát triển gọi là vượt bậc, giá trị nó tăng hơn nhiều, mình lại hứng hơn nữa. Coi như là trúng số luôn. Dạ dạ đúng rồi. Quá đẹp luôn. Ông mà anh nghĩ cái vàng hồ nó cũng làm tôn lên cái vẻ đẹp của con cá nữa ha. Dạ dạ đúng. Cái nền nó nền em đen. Thì em thì lúc nào em cũng tư vấn anh em là chơi cái môn này nên làm full màu. Một màu, ví dụ như một là full đen, hai là full trắng. Chứ đừng có mà bông hoa. Tại vì con cá là cái điểm nổi bật trong hồ. Khi mình nhìn vô hồ thì mình ngắm con cá thôi. Ngắm con cá thì thôi. Anh full một màu á, anh chỉ nhìn con cá nó nổi bật lên thôi. Đúng rồi. Đó, tại vì con cá nó mắc tiền mà. Nhiều khi mình làm tranh ảnh với lại
khi mà mình chuyên sâu hơn, mình đánh đèn á, thì cái tranh ảnh nó nhiều màu sắc quá, nó sẽ làm mình khó kiểm soát cái đèn để mà đánh con cá lên màu tốt hơn. Dạ. Cái mắt mình nó cũng bị phân tâm tùm lum hết. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Anh, kể cả là anh quay video anh show lên á, nhìn nó cũng không đẹp. Là tại vì tranh ảnh nhiều quá, đâm ra lấn át con cá đi. Con cá không còn nổi bật nữa. Nên em ở đây thì em kinh doanh là em full hết một màu thôi. Tất cả hồ của em nhìn vô là chỉ thấy con cá thôi. Dạ, quá đẹp luôn. Em chắc cũng mặn quả hả? Em mặn thủy. Thủy hả? Đại hải thủy. Đại hải thủy. Thủy mà chơi tông đỏ với lại chơi đại, anh nghe em nói là em thích huyết long, anh tưởng là em mặn quả. Anh biết sao, em là em bị nghiện con huyết long. À. Tại vì sao? Trong cá rồng á, nếu mà nói về cái dáng bơi, cái body thì em nghĩ là không có con nào qua con huyết long. Ừ. Tại vì khi mà anh đã nhìn con huyết long quen rồi, anh nhìn qua con quá bối, thật sự là anh rất là chán. Ừ. Từ đuôi càng cho đến body cho đến dáng bơi lạ lướt, con huyết long nó bơi nó uyển chuyển, nó quyến rũ lắm. Dạ. Em bị giống như em bị nghiện mà em bị cuốn vào cái bộ môn này luôn. Cũng rất là hay luôn á, có nghĩa là mình tập trung vô một cái là mình chơi cho nó tới nóc luôn. Dạ dạ. Chứ còn mình dàn trải quá thì lại đôi khi cái gì nó cũng giữ chừng. Anh em biết không? Cái mà hứng thú nhất là gì? Khi mà mình nuôi một con cá, mình đánh đèn, mình cho ăn để phát triển body, để phát triển màu, rồi sau đó mình đem nó đi ra quốc tế để thi. Thi thí dụ như em thi hay thi trực tuyến ở bên Indonesia, là gồm có Thái Lan, Malaysia, Indo, Việt Nam, Campuchia, thì rất nhiều cá thi mà con cá mình lấy Grand Champion. Wow, mình thấy hãnh diện lắm. Đúng rồi. Kể cả là nó không Grand Champion đi, nó lấy hạng 4, hạng 5, hạng 6 hoặc hạng 2, hạng 3, mình cũng thấy hãnh diện. Tại vì nó giống như nó cũng mang màu cờ sắc áo của mình. Dạ dạ dạ. Anh cũng thích điều đó, anh cũng thích chơi để cho những người nước ngoài người ta cũng cảm nhận Việt Nam mình. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Có tầm chơi. Khi mà em ra thi á là những người bạn của em từ bên Thái Lan hoặc là Singapore, những người đó nói là chịu không nổi với mày. Chịu không nổi với mày. À, 4 lần liền rồi. Cái bảng ép là bảng dành cho King với Fafu, em lấy Grand Champion 4 lần liên tiếp luôn. Quá tuyệt vời. Coi như là giữ ngôi vương cứng nhắc này đó luôn. Quá hay luôn. Mấy người bạn Thái Lan á của em chơi cũng dữ lắm. Nhưng mà nói Việt Nam chơi phải nói là quá khủng. Quá khủng, đỉnh luôn á. Dạ. Việt Nam, anh thấy Igu cũng vậy, Việt Nam cũng chơi. Anh thấy show một con Igu của Việt Nam ra gai đồ mướt rượt, vẫy đồ mướt rượt, còn trong khi đó mà Thái Lan đưa ra gai méo xẹo rồi, thấy không? Nhìn hơi quải. Việt Nam mình chơi môn gì cũng vậy, chăm chút từng ly từng tí. Rất là hay luôn. Dạ. Tuyệt vời. Em mà mỗi lần mà đi thi vậy là mình thi online hết, em cứ quay clip hả, gửi hả? Ở bên đó nó có thi offline và online. Nhưng mà em thì chỉ có thi được online thôi. Tại vì những cuộc thi kia bắt buộc mình phải đem cá đến đó. Mà anh biết rồi, con cá mà từ Việt Nam chuyển qua Indo thì rất là khó. Và sau đó là chuyển môi trường thì con cá nó lại bị tụt màu. Nó bị stress. Đó, mà đem ra thi mà bị chết, bị tụt màu thì sao thi lại? Đúng rồi. Nên đâm ra nó khó là chỗ đó. Đem đi qua bển là nó coi như là nó bị sốc môi trường, nước, nôi, các thứ, là ở đâu có lên hết được cái vẻ đẹp của nó. Em vẫn có thể thi được, là em có thể mua một con cá bên đó để thi. Nhưng mà mình không có chăm sóc nó. Đúng rồi. Thì đâm ra giống như là đâu có sướng. Dạ, không sướng. Sẽ không bao giờ có cảm giác sướng. Dạ đúng, cái đó. Vậy đâu. Dạ, này tự mình coi như là mình training cho nó. Dạ đúng rồi. Này nọ cho giống nó như đó. Cái đó là mình mua giải vậy đó. Đúng rồi. Mình mua cá đẹp mình thảy vô mình thi. Đúng rồi. Nó không phải là đam mê, không phải gì hết. Không, anh này cũng khoái, nó phải đẹp em ơi. Phải như vậy nè, phải như vậy nó mới xứng đáng nè. Rất là đẹp luôn, nó tôn lên con cá rất là nhiều luôn. Có nhiều con cá đẹp nhưng mà do chủ họ không có đầu tư về cái không gian chuồng trại rồi này nọ, nhìn nó bị giảm giá trị xuống. Ở ngoài sau đây thì em có mấy 4 cái hồ nó to hơn. Ở đây mình mấy tầng có cá ta? Dạ, ở đây em có 3 tầng lầu. 3 tầng lầu. Là khoảng 60 mấy cái hồ cá. Rất là hiện đại nha các bạn ha. Rất là hiện đại luôn. Đây các bạn coi cái dàn lọc ở dưới. Thích của em, anh nhìn thích thiệt luôn á. Cái này á, cái hiện giờ cái dàn hồ này á, nó đang là phong trào bây giờ. Là tại vì á, anh biết không, cái sướng là sao? Anh ngồi anh có thể ngắm cá và anh có thể ngắm lọc. Và lọc á, thì nước chảy, thì nó chảy theo hình thác. Mình ngồi mình giống như gọi là mình thả hồn theo cá, theo nước vậy đó. Sướng lắm. Sướng. Dạ. Các bạn biết là mình thích cái phong cách chơi của Nam là sao?
là Nam làm mọi cái rất là chỉnh chu. Ngoài con cá đẹp thì quan tâm tới tất cả mọi cái yếu tố còn lại luôn. Dạ đúng. Để phục vụ cho cái việc thưởng thức luôn các bạn. Ví dụ như các bạn có đi mua cá mà các bạn thấy có bộ ghế salon nào mà nhìn nó hoành tráng như thế này không? Đó, xong mà ngồi ở đây ngắm cái dàn lọc nó cũng đẹp nữa, nó sạch sẽ, nó đẹp, yeah. Nó hiện đại. Yeah. Từng cái ống nè, màu sắc các bạn thấy không? Rất là trẻ trung. Nam thì cũng gọi như là dân gym đồ này nọ, trẻ trung, tất cả mọi cái nhìn sạch sẽ, bóng mướt à. Sang xịn mịn á, gọi là sang xịn mịn. Cảm ơn Nam. Anh Nam biết không, nói về cái dàn ống này mới mắc cười lắm. Khi mà em làm á, em ngồi em suy nghĩ em nói bây giờ chẳng làm bốn cái hồ cái màu giống nhau thì nhìn nó thường quá, mà trên thị trường á thì chỉ có ống màu đỏ này là ống nguyên bản với lại màu xanh dương, xanh dương đậm á là ống nguyên bản. Em nói thôi em không thích giống người ta. Thì bắt đầu em mới suy nghĩ ra là coi như là sơn những cái ống này. Wow, những cái ống này thật ra là sơn đó, sơn mà đem đến mấy cái tiệm mà sơn xe hơi á. À, thì em mới chọn ra bốn cái màu của bốn chiếc Lamborghini. Oh. Em mới nói rồi cho bốn chiếc Lamborghini vô đây. Wow, màu đỏ, màu xanh, màu này màu neon, rồi màu hồng. Cái lúc mà em làm màu hồng á, cái người mà làm hồ với em hỏi anh Nam nói thiệt hay nói giỡn. Em nói anh nói thiệt chứ. Nói ủa anh nhưng mà sao làm màu hồng, mày cứ làm đi, tao nói đẹp là đẹp. Làm xong bây giờ nó là phong trào. Ồ, quá đẹp. Em là người đầu tiên làm cái hồ màu hồng, cái ống màu hồng. Các bạn thấy nội nhìn cái ống và nghe những cái chia sẻ vừa rồi đó, chúng ta thấy là rất là một người là có một cái phong cách riêng ha. Cái phong cách của mình là mình thích cái phong cách riêng, mình không có muốn giống ai hết. Giống ai hết, không có muốn trùng lắp hay cái gì cả. Đó. Cho nên là cái phân khúc của em chọn lựa cũng là cái phân khúc nó cái tầm nó cao cao chút xíu để cho những người chơi nào đó người ta có cái nhu cầu thưởng thức. Nhiều khi công việc nó bề bộn lắm các bạn, tối về có một cái khoảng một tiếng rảnh rỗi thôi, ngồi bắt đầu chiêu thả hồn vô đây, nó ngắm cá, thậm chí là ngắm cái bộ lọc, ngắm cái dàn ống thôi thấy cũng khoái nữa. Dạ đúng rồi. Thêm một chút xíu gọi là cái custom nhẹ vô là thấy có sự khác biệt là đúng không? Dạ quá đẹp luôn. Đây là bốn cái hồ coi như là VIP nhất. Ở này em lại không có xài cái nền đen mà em xài cái nền trắng ha. Dạ, tại vì em làm hai hồ trắng, hai hồ đen. Tại vì ở ngoài trước thì nó cũng đen nhiều quá rồi. Ở đây em cũng muốn là một vài con cá, hai con cá mình trăng để phong trắng cho nhìn nó sáng cá. Tại vì khi mà anh nuôi một con cá mà phong đen á, cái dàn vảy nó sẽ tối màu. Và khi mà anh nuôi phong trắng á, thì dàn vảy nó sẽ sáng màu. Nếu mà anh đánh đèn nữa mà cái quang phổ đó nó có thể làm cho cái lồng vảy nó lên màu ánh bạc, nhìn con cá nó rất là quyến rũ. Nói nếu mà nói về đèn hình như là em cũng có một cái sản phẩm riêng em của mình để phục vụ cho cái này đúng không? Dạ có. Nhưng mà hiện giờ em không có để ở đây. Em có trong hộp không à, tại vì đợt vừa rồi em mới ra cái sản phẩm mới. Em bán không kịp sản xuất. Không kịp sản xuất mà coi như là không có để cây nồi xài ở đây hết. Dạ, em đang để những cái đèn cũ thôi. Cái đèn mới của em á là anh Nam có thể xài app, anh Nam có thể chỉnh trên app luôn. Dạ, nó giống như là một cây đèn mà chấp tất cả. Là coi như là có đèn cho lên màu và có đèn để chỉnh cho con cá, ngắm con cá nó đẹp và quay video nó đẹp. Và cái đó anh có thể chỉnh theo được tất cả tông màu của các hãng đèn trên thị trường hiện giờ. Ôi, cuộc chơi bây giờ nó sướng quá các bạn, cuộc chơi giờ nó không thiếu gì, chỉ có thiếu tiền thôi các bạn. Cuộc chơi giờ muốn cái gì có cái đó. Anh Nam biết không, tại vì em là một cái người có thể nói là nghiện nặng bộ môn này. Em nghiện lắm, em mê lắm. Mà em cứ âm thầm nghiên cứu rồi mình tự chơi, mình tự coi như phát triển thôi. Chứ mình cũng không có hô hào, cũng không có chia sẻ nhiều. Đúng. Thật sự là em bận túi bụi. Một ngày của em là coi như xoay qua xoay lại hết ngày. Em cũng không có thời gian mà làm những video chia sẻ. Nhưng có thể là sang năm em sẽ dành thời gian ra để chia sẻ nhiều hơn về cái môn chơi này. Thật sự mà nói là Nam rất là ít gọi là không có quảng cáo hay là cái gì ở trên mạng hết các bạn. Mà cái tiếng tâm á, coi như là tiếng lành ở đồn xa đó là toàn là hàng VIP không à. Giờ đây là Nam là chơi hàng VIP và những anh em chơi chơi cá hàng VIP là cũng tìm tới Nam rất là nhiều luôn. Đó. Rồi ôi nếu vậy cái gọi là cái cơ duyên nào mà em gặp mấy cái em gọi là nghiện nặng vô cái cá đồng này luôn. Anh biết không, cái ngành nghề này á giống như là nó đến mà mình, nhưng mà em cũng không nghĩ đến nữa. Ngày đầu tiên em mua con cá đồng về, em ngắm con cá,
sau này em quyết định kinh doanh luôn. Oh. Em chịu không nổi. Mà lần đầu tiên em mua là em mua của một cái người chơi. Em còn nhớ em mua con cá đó là nó là con short body. Body rồi cao, bản dày rồi đẹp lắm. Em về em ngắm có một đêm mà là hôm sau là em quyết định là em kinh doanh luôn. Mà lúc em kinh doanh á là lúc đó cái thời gian đó em bận rất là nhiều những công việc khác. Em mới mua cá về để cho một người em làm trong vòng một năm. Không ai biết đến hết. Tại người đó quá dở, không có biết cách BA, không biết gì hết. Và kể cả người ta cũng, người em đó của em cũng không có đam mê. Còn em á thì em sâu những công việc của em á. Em về em cho cá ăn, rồi em sử dụng đèn, tất cả mọi thứ em trải nghiệm. Thì em nói ok, sau một năm em nói thôi để đó anh làm cho. Thì từ lúc em làm là bắt đầu cái tên tuổi em nhiều người biết hơn. Khác biệt hẳn luôn đúng không? Dạ, khác biệt. Tại vì mình có đam mê mà. Dạ, mình dồn chất xám vô. Đó, nội nhiêu đây là thấy chất xám không bạn? Thật sự là phải có đam mê thì đúng mới rồi. Thành công được. Đúng rồi. Còn không đam mê không thể nào thành công được. Mà đam mê nó phải dữ dội kìa. Chứ còn đam mê mà lẫn cũng đi được nửa đường. Không tới nửa đường đâu, mới vài bước là đầu nản rồi. Thì có cái khó khăn nào không ta? Em, lúc mà em mê thì có mê rồi đó. Nhưng mà chắc chắn anh nghĩ chắc cũng sẽ có một vài cái khó khăn có, hay là gì có đó. Có khó khăn chứ. Khó khăn nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn đầu đi thì mình mới ra mà chân ướt chân ráo, mình đâu biết gì đâu. Thì mình mới đi lấy hàng lại của người ta. Thì đi lấy hàng lại của người ta thì lúc đó em mới, anh Nam biết không, em vô em nhìn con cá mà em không biết phân biệt luôn á. em chỉ nhìn là biết huyết long thôi, mà mình cũng không biết con nào sẽ lên màu, rồi con nào sau này nó sẽ phát triển, cái body nó sẽ như thế nào, mình chưa có hình dung được. Và đến nỗi em nói người bán cá ok thôi bây giờ em tin anh lựa giùm em đi. Anh lựa giùm em những con đẹp đi. Rồi cái sau đó em đem về thì một thời gian á, nó không đáp ứng được cái nhu cầu của em, là em thì em mê cá đẹp. Mà người nhập về người ta bán cho em thì người ta tham, người ta nhập về lúc nào người ta cũng nhập, thí dụ như 10 con đi thì có 2-3 con đẹp, còn mấy con kia thì nhìn xấu quá. Người ta lại ép mình phải lấy hết. Đó thì lúc đó em mới bức xúc, em nói là em không quan trọng tiền. Làm sao cá phải chất lượng và phải đẹp, cũng không đáp ứng được cho em. Thì em mới quyết định em tìm đường để mà em tự mua bên Indo. Và em tự nhập về. Thì lúc mà em tự mua em tự nhập về á, thì em cũng nhận được nhiều cái đắng cay là sao, cá về chết. Chưa kinh nghiệm dạ, cá về chết. Chết mà em nói danh là khui thùng ra muốn ngá thở luôn á. Muốn mà thiếu điều mà khui thùng ra đó. Nhìn cái thùng một cái là muốn chụp cái bình oxy thở luôn á. Nó chết mà nó chết cứng trong bọc luôn mà anh. Nó chết rồi nhưng mở bọc ra là chết đơ, chết cứng luôn. Lúc đó mình cũng không có kinh nghiệm, cũng không biết là bên Indo phải đóng hàng như thế nào. Rồi về đây thả cá ra, dưỡng cá, rồi cá bị bệnh, cá nổi lưng, xử lý như thế nào cũng không biết luôn. Trời ơi, em trả giá cho đến ngày hôm nay nha, tiền mà cá em chết mà nhập về chắc cũng phải là gần 4 tỷ. Gần 4 tỷ tiền cá. Nhưng mà các bạn thấy là nói chung làm cái gì khi mà chúng ta đam mê là điều tốt ha. Xong rồi sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta làm á, thì khi mà chưa có kinh nghiệm á, thì chắc chắn là sẽ phải trả giá rồi. Nhưng mà giá. Sau cái thời gian mà trả giá rồi thì các bạn thấy bây giờ cái gọi là cái cơ ngơi, cái không gian này đó thì chắc mình cũng thấy nó cũng xứng đáng chứ. Cũng xứng đáng đúng không? Thì mặc dù là số tiền 4 tỷ nó cũng nhiều lắm á, nhiều lắm chứ không phải hết đâu. Nhưng mà nó tới ngày hôm nay thì nếu mà nói về nghề thì mình cũng có gọi là chút xíu kiến thức kinh nghiệm về nó. Xây dựng được một cái showroom, một cái sân chơi, một cái gọi là một cái level đó chơi cho mọi người, thì đó mình cảm thấy nó cũng xứng đáng ha các bạn. Nói chứ tiền bét tiền chết chắc cũng tầm tầm cỡ đó. Cũng tầm tầm cỡ đó, chim đồ này nọ thứ là cũng nhiều lắm con, nhiều trăm mấy rồi. Em biết mà em tại mình, em với anh á, mình chơi ở một cái phân khúc đó, mình hiểu. Có những con nó rất là mắc tiền, mình máu quá mình đem về, nhưng mà chưa chắc nó là sinh vật sống, mà chưa chắc nó đã sống và nó là khỏe nữa. Đúng rồi. Mà thường thường những cái con mắc tiền á là nó sẽ dễ chết. Tại vì nó đột biến thì nó về mặt y học nó là một dạng bệnh. Dạ đúng đó, rồi. Đó thì nó bị này bị kia, cho nên là những con càng mắc tiền thì càng dễ đi bụi. Đó. Giống như mà nói mà pha phu kinh sọt kinh, em dục thùng rác hơi bị nhiều. Mà cái cảm giác
những cái con mà đẹp quý á, mà nó giống như em nói, em mở cái thùng ra rồi em muốn sụi luôn á, thì anh cũng bị nhiều lần lắm. Dạ. Nhưng mà mạnh mẽ lên các bạn, mạnh mẽ lên mới đi đường dài được, chứ còn không là yếu là gãy nữa được liền. Không, mà anh em phải công nhận là những cái khúc đó đó là phải có đam mê mới vượt qua được khúc đó. Còn nếu không có đam mê là khúc đó là sụi luôn, là coi như là quỷ hương. Thì cũng mấy lần á các bạn, thật sự mà nói là các bạn thấy là thường thường những anh em mà xuất phát từ cái đam mê á, có nghĩa là từ người chơi đi lên á, nó ở một cái like khác các bạn, có nghĩa là người ta thích đẹp. Thường thường ví dụ bạn vô chỗ nào bán cá thì nó cũng sơ sài thôi, chủ yếu là buôn bán, còn cái người chơi là người ta muốn show ra. Có một cái ý nào đó giống như là chỉ cho những người mới chơi á, hãy chơi theo cái phong cách này nè, bạn sẽ phát hiện ra nó hay, nó đẹp như thế nào đó. Thì cái thường thường cái người mà đam mê người ta sẽ đi theo cái hướng đó, thì Nam là một trong những người như vậy, show ra hết cái nét đẹp, kể cả cái không gian ngồi ngắm nhìn đồ này nọ, tất cả nó đều phải đẹp hết, và phải có cái đam mê mới giống như Nam vừa nói là mới bước đi tiếp được, chứ không là thường là gãy ngang, thường là gãy ngang. Nhiều người bước vô đam mê lắm anh ơi, đam mê lắm, em mất ngủ từng 2-3 tháng sau hỏi ủa này sao luôn, đuối quá nghỉ anh ơi. Quải chứ không, ít ai đi tiếp được lắm. Anh em biết cái lúc mà em nhập cá về á, 3 chuyến hàng liên tiếp em coi như em khui. Thì cái chuyến đầu á thì nó chết là khoảng 50%, chuyến thứ hai thì nó cũng đỡ hơn chút xíu, nó cũng còn khoảng 30%, chuyến thứ ba nó cũng khoảng 30%, nó không giảm hơn. Nhưng mà em đam mê, em vẫn cố gắng em làm, em vẫn tiếp tục nhập, không có gì mà mình phải bỏ hết, tại mình đã mê rồi. Thì thật sự là những cái con cá đẹp, những con cá VIP giống như này anh Nam nói, đó là những con đột biến, nó yếu lắm. Giống như Fafulon đi, mà về mà đến tay em nhiều khi là 40 tiếng, 42 tiếng trong bọc, đâu có chịu nổi anh, đâu có chịu nổi đâu. Khui ra là coi như là thấy nằm thẳng đơ luôn, rồi sau đó là bét chip thảy thùng rác thôi. Ngồi ôm bình oxy khóc đâu. Đâu có ai thấy đâu. Đâu ai thấy, đâu có ai thấy những cảnh đó đâu. Toàn là thấy đó. Chốt đơn, ship, chốt đơn, ship. Nhưng mà những lúc mà cầm những con cá mà tiền chục, tiền trăm mà bỏ thùng rác thì mình đâu có show lên. Đâu ai đó, show thì bởi chính đó vậy. Đó là những cái mà gọi là anh em mà thân tình đi chia sẻ với nhau thì mới nói ra những cái điều đó các bạn, chứ còn đứng đằng sau sân khấu á cũng nhiều cái rớt nước mắt lắm. Dạ đúng rồi. Quá đẹp luôn, cho nên là mình thấy Nam xây cái chỗ này là mình thấy quá hay, quá ấn tượng luôn. Mà anh thấy em cũng vui nữa, em có làm mấy cái chương trình bốc thăm gì hôm qua, thấy livestream vui quá trời luôn. Dạ có, hôm qua là cái chương trình cuối năm bên em là giải nhất là bốc chiếc SH, giải nhì là chiếc cúp độ, giải ba là 3 bộ loa LG Sao 3, và giải khuyến khích là 5 cái đèn do em sản xuất. Thì hôm qua bốc cũng rất là vui. Và em cái thùng phiếu đó nó khoảng gần 700 phiếu, mà bốc thì anh biết rồi, cuối cùng thì kết quả thì nói chung là cũng rất là bất ngờ. Ông anh cũng thấy bất ngờ. Bất ngờ nhất là anh em biết cái bất ngờ gì không? Gì? Trong thùng phiếu đó thật sự là có nhích rất nhiều anh em mua cá bên em rất nhiều, và phiếu ở trong đó nằm rất nhiều, có người phải là 30-40 phiếu. Mà em nói chứ trúng giải cây đèn khuyến khích còn không trúng nữa. Mà cái người trúng chiếc SH mua em có 2 con cá, có 4 cái phiếu mà trúng được chiếc SH. Vậy mới gọi là duyên số. Rồi có mấy anh em mà trúng bộ loa cũng mua có 1 con cá, có tờ phiếu trúng bộ loa. Đó, đó bởi vì dạ, cái đó may mắn. Làm sao mới tham gia được chương trình đó? Khi mà mua 1 con cá bên em thì sẽ giống như em định giá 1 tờ phiếu là 20 triệu. Ví dụ con cá đó 100 triệu thì anh có 5 tờ phiếu. Mà con cá đó dưới 20 triệu, 20 triệu đổ lại thì anh có 1 phiếu. Đó, nó là như vậy. Nó mới công bằng cho cái người mua con cá mất tiền. Thí dụ bây giờ em mua con cá 100 triệu em cũng có 1 tờ phiếu. Đúng anh rồi, Nam đúng mua rồi. Cá 15 triệu anh Nam cũng có 1 tờ phiếu. Thì nó không công bằng. Dạ không công bằng. 20 triệu có 1 phiếu nha các bạn. Em này cũng chơi dễ thôi. Nhưng mà hôm qua có cái thiếu nhất là thấy cũng thằng bạn mình mà nó cũng dư giả quá mà cho nó trúng chi. Xử. Xử trúng được gì? Xử hôm qua là trúng giải nhì là chiếc cúp. Ôi. Anh nói nhà anh đừng nói tới xe luôn. Xử là khách hàng VIP của em. Thôi xử thì khỏi nói lại. Anh ơi khỏi nói anh. Anh thích gái là anh phải làm liền trong đêm. Liền. Tính của xử là phải liền. Anh biết rồi, ảnh từ lúc bên kia là ảnh vậy. Còn cái gọi là năm nay, nãy anh cũng có nghe em nói sơ là năm nay thì cái giải mình nó sẽ mới lạ hơn nữa đúng không? Dạ, năm em dự định đó là cái năm mới á,
em sẽ không làm cái bốc thăm cuối năm nữa, tại lâu quá. À, quên cho anh xin hỏi, có nghĩa là coi như là mua cá trong một năm là cái giải gọi là giải trong nguyên một năm luôn. Dạ đúng rồi, trong một năm của năm vừa rồi. Đó thì á lâu quá, thật sự lâu quá. Thì năm sau á em sẽ dự định là em dồn tiền vào cho các cuộc thi quen. Thì em dự định là 6 tháng em sẽ cho thi một lần. Đó, để cho anh em có buổi sân chơi. Đúng rồi. Khi mà mua con cá về mình nuôi chăm body lên đẹp, màu lên đẹp, không có cái sân chơi để mà anh em giao lưu với nhau thì thật sự là cũng đáng tiếc. Đó nên em muốn tạo ra một cái sân chơi riêng của cái dòng cá NN King Red của em. Đó, nhưng mà em nghĩ là cái cuộc thi đó nó cũng rất là khốc liệt. Là tại vì những con cá mà em thi bên Indo đạt giải nhất, giải nhì hoặc là Grand Champion thì em bán cho khách hàng rồi. Thì những con cá đó cuộc thi của em cũng sẽ thi. Nên rất khốc liệt. Và những con cá đó, những con cá đó đã đấu với nhiều quốc gia đã thắng rồi. Và nó cũng trong cuộc thi của em luôn. Thì cái em nghĩ cuộc thi đó cực kỳ khốc liệt. Sẵn mình giới thiệu cho các bạn biết một chút, có nghĩa là Nam thì là cái phân khúc của Nhật Nam Arowana đó là cái phân khúc gọi là cao. Cao, những con chó, những con cá nó gọi là mắc tiền. Có những cái giải ở bên nước ngoài rồi. Thì Nam là chuyên về những cái dòng chó cá cao thôi. Đó, thì năm tới là Nam sẽ tổ chức một cái giải thi những con cá mà Nam đã bán ra. Có nghĩa là toàn là 9 nút trở lên không á các bạn, 9 nút thi đấu với nhau không á. Cho nên là rất là khốc liệt, đúng không? Dạ, nhiều. Quá hay luôn. Nhiều cá đẹp lắm anh. Có những con cá mà thật sự là em bán những con cá nhí thôi, những con sọt body, có những con cũng không có cao luôn, chừng 20 triệu, hai mấy triệu. Nhưng mà anh em về, người đó có tay chăm và có kỹ thuật. Em nói với anh chứ nhìn chịu không nổi. Có đợt trước em bán một con pha phu lúc mà size có 18-20, em bán là lúc đó là 65 triệu, mà cái người khách đó nuôi 6 tháng sau mà em trả 115 triệu, mà em năn nỉ 3 ngày 3 đêm tại em nhìn em chịu không nổi, em muốn đem nó về gấp đó. Em phải năn nỉ, rốt cuộc thì người đó cũng chấp nhận nhường cho em và lấy một con pha phu giấy khác đó, rồi em bù tiền cho khách đó. Thì cái môn chơi này thật ra cái giá trị con cá nằm ở cái kỹ thuật người nuôi rất nhiều. Đúng rồi. Anh Nam có thể mua con cá 150 triệu, 6 tháng sau bán 50 triệu chưa chắc người ta mua. Đúng rồi, nuôi nó xuống nuôi hư quá. Dạ, nuôi hư bể body rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà anh Nam có thể mua một con cá 50 triệu mà 6 tháng sau anh có thể bán 70-80 triệu, người ta mua liền, hoặc là người ta có thể là người ta năn nỉ anh bán luôn. Đó, nó bán con cá xong rồi sau này trồng tiền nhiều thêm để mua lại con cá đó. Các bạn thấy là cái gọi là cái sự tự tin, cái uy tín nó nằm ở cái ngưỡng nào rồi ha. Đó, nhìn là biết chơi mạnh rồi. Em ơi, cái gì tính hỏi gì em quên tiêu rồi. Cái này bật mí chút xíu này, nó hơi trái nhị, có nghĩa là cái phân khúc của mình là nó tầm khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu ta, để khán giả nhiều khi người ta cũng có cái hình dung rồi nọ. Ví dụ như con cá mà gọi là xịn nhất hồi đó giờ em bán là nó tầm khoảng bao nhiêu ta, giá trị cao nhất? 400 mấy chục triệu. 400 mấy chục triệu chiếc Vios đó là... có một đợt đó là em nhập cái con cá mà cách đây cũng gần 2 năm, em nhập một cái con Kumbai. Thì em mua ở bên đó vốn không ra 500 mấy. Về đến đây chết. Nếu mà con nó về đây thì em, tại đợt đó là em dự định là em mê quá. Em nhập về để em thi trước đã tính sau. Về đến đây khui thùng ra, coi như là nó đã ngáp rồi. Em bỏ vào hồ thì em cũng sủi oxy tất cả mọi thứ, cũng cho thuốc men vào, đến sáng cứu không nổi. Ra đi luôn. Nếu mà con đó mà về đây thì có thể là nó vượt qua cái mức mà 400 mấy cái con mà em đã từng bán cao nhất. Quá dữ luôn các bạn. Đó, con cá nó có tố chất, nó có những cái tiềm năng mà nó sẽ phát triển trong tương lai nữa, thì cái giá trị của nó rất cao. Mà nếu mà may mắn nó gặp đúng cái người chủ mà biết cách có kiến thức rồi chăm kỹ thì con cá nó sẽ phát triển lên giá trị nữa. Dạ, nó sẽ tăng giá trị. Tại vì á, những cái con mà em bán là những cái con mà body nó đặc biệt. Mà khi mà nó tăng size, mà nó tăng cái độ đẹp á, từ body cho đến màu á, thì giá trị nó sẽ cũng tăng theo. Chẳng hạn như em nói đơn giản là như King Sọt hay Pha Phu thì những con đó là cứ tăng size, tăng độ đẹp, tăng giá trị. Đó. Ở đây cá của mình nhập về là có chip hết. Dạ, có chip hết. Chip và có gọi là certificate hết. Dạ đúng, dạ đúng. Quá hay luôn.
anh Nam có muốn lên quay cái cúp của em okay. Làm một cái phòng riêng, em mới làm một cái phòng riêng có chứ, để có em chinh chứ. Cúp của em đó. Ok các bạn, lên đi, phải khám phá hết chứ. Dạ. Trên này cũng có cá luôn ha. Dạ có, ở trên đây cũng có. Nhà cũng đẹp quá trời luôn các bạn. 349 Sư Vận Hạnh ha, các bạn đi ngang ngay đối diện với cái gì karaoke gì của Lam Trường hồi xưa nãy tên gì quá. Phong Cách hả? À, đối diện là sẽ thấy Nhật Nam Arowana. Đó. Đây đây là cái khu vực em cái phòng này mới làm để mà chưng mấy cái cúp của em. Thì đây là những cái cúp Grand Champion của em. Năm cái cúp Grand Champion. Cúp cũng đẹp quá ta. Dạ. Chơi vậy mới sướng em ơi. Dạ. Chơi nó phải làm cho người ta khao khát kìa. mình làm nghề rồi mình này nọ mình chơi mình sao tôn hết cái nước đẹp lên. Dạ đúng rồi. Ta phải khao khát có nó. Chính mình cũng chinh phục đam mê. Đúng rồi. Dạ. Có một số bộ môn nhiều khi chơi mà nó ngày càng đi xuống anh cũng thấy buồn quá. Dạ. Bò sát cũng vậy, nghĩa là chơi cái chất lượng của cái người chơi ngày càng nó giảm, đôi khi cũng thấy buồn quá các bạn. Mặc dù á là những cái con bet mà mình nói là của Việt Nam làm ra đó nó xịn hơn nước ngoài luôn, nó đẹp hơn nước ngoài luôn, nhưng mà do cái cách chơi của mình một số đông á là nó làm cho cái giảm chất lượng xuống. Dạ. Cứ cạnh tranh về giá đè xuống rồi rất là đáng tiếc luôn á. Ước chừng nào mình mới được cái phòng nhiều cúp igu giống vậy ta. Nhiều cúp igu vậy ta, đẹp quá. Đây nè các bạn, này của Indo ha. Dạ. Indo tất cả đó là cúp bên Indo hết á. Khi mà em thắng giải người ta sẽ ship về Việt Nam cho em. Dạ đó. Indo thiệt đẹp. Cái anh Nam biết sao không? Cái giải của em á là em dự định em sẽ làm những cái cúp đẹp hơn mình Indo. Oh. Thí dụ bây giờ em nói đơn giản, anh Nam cầm thử cái này rất là nặng, nó là thủy tinh nguyên khối, nặng lắm. Mà cái cúp của em muốn bự hơn nó nữa. Cái tính em không làm thôi, làm phải cho tới, làm phải cho ra trò, chứ làm mà dễ ưng ưng lửng lửng là em khó chịu lắm, em không làm được. Gu anh cũng vậy em. Dạ. Anh em mình giống gu nhau. Dạ. Anh thấy cái cúp con ego của anh cũng làm như vậy á. Thay vì đi ra ngoài mua mấy cái gì này nọ xong rồi dán cái bản tên lên nó không có nhìn kỳ quá. Để tôi tự đặt cái khác cho. Anh cầm anh thấy nó chắc tay, nó nặng luôn đó. Sướng ha. Mình làm mình mà dưỡng được con cá nó đẹp lên xong rồi mình đi thi, mình được công nhận, mình lấy giải, mình lên sân khấu mình cầm, anh nói là rất là hãnh diện luôn. Anh biết sao mình thi đấu mà nó nhiều quốc gia nữa. Nhiều người chơi của nhiều quốc gia đem ra những con cá đẹp nhất của họ để mà thi đấu chung với mình, mà con cá của mình lấy được giải là đã mừng rồi. Mà lấy Grand Champion nữa, em nói với anh đó, cái đợt đầu tiên mà em lấy Grand Champion á thì cái mình muốn rơi nước mắt luôn, mình sướng á, sướng mà muốn rơi nước mắt luôn. Tại cái đam mê mà để mà mình nuôi một con cá hay là một con bét mà để đi thi mà để lấy được cái Grand Champion thì anh biết rồi. Trời ơi, nó hạnh phúc ghê lắm. Hạnh phúc ghê lắm. Nhiều khi anh em trên mạng nói là cầu thủ hay mít ướt chảy nước mắt đồ này nọ, thật ra những người anh em chơi bét của mình thôi nè. Cái cảm xúc mà được công nhận, được ghi nhận thôi là bản thân tụi mình không rớt nước mắt, chứ đừng có nói ở cái tầm kia là nó gọi là bùng cháy luôn rồi. Nói tới chuyện đó mình gọi là mình sướng ké rồi, mình cũng nổi da gà các bạn. Đứng ké đi, hướng ké thôi cũng nổi da gà. Quá đã rồi. Làm đi em ơi, làm cho gọi là những người đam mê của Việt Nam mình tiếp cận được cái này. Đôi khi là không có người tổ chức ra những cái cuộc chơi nó gọi là nó chất lượng. Dạ, dạ. Quá hay luôn. Mình chơi mà mình không có một cái sân chơi để mà mình giao lưu thì thật sự là rất là thiếu sót. Đúng rồi. Đó. Nên năm sau là chắc chắn một điều là em sẽ làm. Và một năm em sẽ tổ chức 2 lần 6 tháng để mà anh em luyện, gọi là luyện rồng tanning hay là các kiểu để mà có thời gian nó thảnh thơi hơn. Ok. Có gì hú anh làm truyền thông cho. Em cảm ơn anh em. Làm truyền thông cho anh em biết tới rồi chơi cho đã. Đẹp quá, những cái group. Ở bên Indo mà họ làm rất là cầu kỳ, làm đẹp lắm. Anh thấy cái thủy tinh không? Nó trong veo à. Trong veo luôn á. Trong veo à, nhìn nó sướng con mắt lắm.
mà in laser rất là sắc sảo, chứ không phải là cái kiểu in chợ. Mình cũng hơi ngán cái vụ đồ chợ. Cũng phải là hàng nó nhìn nó mượt mà rồi xịn rồi này nọ chứ. Đẹp quá, nhà đẹp quá em ơi. Cái đợt trước thì cái này em bỏ không. Cái em mới thấy thôi, sửa lại cái phòng để mà có gì anh em khách hàng đồ qua, rồi anh em bạn bè đồ qua có một cái chỗ mà nó mát mẻ để ngồi. Tại vì ở dưới của em không có máy lạnh. Tại vì cá rồng không có bật máy lạnh được. Đúng rồi, nó, dạ, nó là cá nhiệt lạnh đớn. Quá nó rút ra. Dạ, nó bệnh. Bệnh luôn. Nó nhiều khi đến mùa lạnh mà em phải cắm sưởi. Nhưng mà thường ở đây cá của em thì không bao giờ em xài sưởi. Trừ khi nào nó bị bệnh em mới xài sưởi. Tại vì đối với em một con cá chơi làm sao dễ nhất. Đúng rồi. Đừng có cầu kỳ. Cầu kỳ thì nó rất là khó nuôi. Chứ ở đây mình cầu kỳ quá đem về nhà khách, khách dạ, đúng, không có đủ dạ, điều kiện dạ, thì nó lại không có được ha. Cho nên dạ, mình gọi là mình huấn luyện cho nó dạ, gọi là dạ, khỏe mạnh ngay từ đầu luôn. Wow, chúc em thành công với những cái dự án của mình. Rồi như anh đã nói, năm sau cố gắng tổ chức giải cho anh em chơi. Thì có cần truyền thông này nọ thì anh làm cho. Vậy quá sướng. Cảm ơn anh Nam rất nhiều. Okay. Cảm ơn anh. Ok các bạn, thì hôm nay những ngày cuối năm rất là vui được thăm một cái showroom về cá rồng rất là đẹp của Nhật Nam Warana. Chúc cho cái những cái dự định của em là ngày càng đi xa hơn nữa và giữ nguyên cái đam mê như vậy luôn, ngày càng nâng cao lên nữa. Anh mặc dù mình không có chuyên bên cá rồng nhưng mà nhìn thấy cái cách chơi rồi những cái dự định như vậy cũng rất là sướng các bạn, sướng ké. Anh cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cho tất cả mọi cái nó được như ý. Em cảm ơn anh em rất nhiều. Ok các bạn, hôm nay mới có dịp anh em gặp nhau, dù là đã biết nhau từ lâu rồi nên hôm nay sẽ còn gặp nhau nhiều nữa. Dạ. Ok, chúc mọi người sẽ quý vui vẻ ha và thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Bye bye hai Nam nha, hai Nam cùng chào mọi người.